Alo, chào mừng năm kênh chị em cùng với một con bọn đang quay trở lại kênh chị Sì Tuyên Dư và Sì Tuyên Đang. Đầu tiên là chúc mừng mới cả nhà bắn pháo vòng. Ok, tiếp theo là bây giờ màn chúc Tết của gia đình Sì Tuyên. Đây, màn chúc Tết gia đình Sì Tuyên nha. Yo. Giờ chuẩn bị tắm rửa. Đón giao thừa. Chào mừng quý bà con cô bác, quý anh chị, quý em nhỏ đã trở lại kênh Tí Sì Tuyên Dừa và Sì Tuyên Đen. Giờ là 11:25. Rồi chuẩn bị tới giao thừa rồi, còn nửa tiếng nữa thôi, 35 phút nữa thôi, ngày 31 tháng 1. Đây. Cái giờ 29 Tết. Mới vừa đi chơi về. Mới nấu nước nè, chuẩn bị tắm nè bà con. Rồi sẽ lên trái cây, thì bánh ra, mở cửa rồi ra, khí trời vô. Nó sẽ bắt thêm một cái đèn nữa. Từ đây, một cái đèn sáng trưng. Cửa rộng ra, chuẩn bị hết khí trời đón giao thừa. Ok, mở full đèn, không biết hôm nay có ai đốt pháo không. Mình ra đây, đây mình đứng hàng ba này, mình nghe ké đốt pháo. Cả nhà nó tất bật chuẩn bị đón giao thừa, có trái cây với mẹ khui bánh nè, thằng Yến rồi nè. Yeah. Rồi chắc lên ha. Giờ 12 giờ, gần 12 giờ. Chưa, gần canh giờ nhóc. Nào vừa làm bánh. Mai mùng 1 đem qua bà cụ Sì Tuyên Đang. Sì Tuyên Đang qua đại náo bà cụ. Rồi. Xong chưa? Khui bánh xong chưa? Khui bánh xong rồi, sắp lên đỉnh rồi. Tà cúng. Ok, mua một tặng ngon cũng à. Đây Sì Tuyên Đang chuẩn bị đón giao thừa nè. Bây giờ rồi 11:41 rồi nha. Happy New Year. Rồi trái cây bánh cúng giao thừa. Nghe bắn cái đụng á. Lên pha bông liền. Thì thôi, giao thừa con ơi. Dữ. Quá đỉnh. Ui, đổ cái tên. Ủa à. Happy New Year. Dữ.
có món tin tin mới đi chơi đồng ông thơ đường hoa đồng tháp về mà tin được bà nội ông nội mua cho với chú ba nè mua cho ngày năm nay thì tin đen hết đó vô hờ luôn nha. Rồi chào chú mùi mùi tin quá. Ừ. Trái giờ này hả? Trái cúng để mình lên trình hình á. Rồi, thôi. Hả? Đâu rồi? Có được rồi. Thôi đừng lấy, cái gì đâu. Rồi. Không trái cúng mình nói ha. Nói, có danh từ. Rồi, sau đây là màn chúng ta. Rồi, bắt đầu là từ đáng lẽ là từ lớn tới nhỏ và ưu tiên cho sự tinh đen. Chúc ông nội luôn khỏe, luôn vui vẻ. Yeah. Ông bà nội chúc sự tinh nè, ngoan nè, thông minh nè. Tiền sửa cửa. Nhưng mà sao, có đi học thật giỏi nè, xong khóc nhè nè. Nhân lời ông bà cha mẹ nè. Vô luôn đi. Vô luôn chụp tắm rồi hồi tin nó khó chụp lắm. Vô đi. À đây nhìn tới đây nhìn tới đây. Ông bà nội đi. Cảm ơn bà nội. Vô chim sấu rồi chứ. Ông bà nội. Mấy bà nội tiền giỏi quá. Không đi về đem bỏ ăn nha. Không đi không đi. Tin ôm cổ ông nội cái nè, ôm cổ ông nội cái năm mới ôm ông nội anh cái. Vậy đó không chịu ôm nữa. Nhìn đây. Rồi, đẹp luôn, ok. Chúc năm mới tất cha mẹ sức khỏe, đầu tiên là sức khỏe trước. Rồi sức khỏe rồi bình an rồi nói chung là mọi việc thuận lợi suôn sẻ rồi phát tài phát lộc năm mới rồi cũng có không có văn nghĩa rồi lì xì mẹ rồi cha rồi Rồi. Chú ba vô đi. Phải khỏe mạnh. Và lúc nào con cũng phải vươn lên. Đừng có buồn bã, đừng có hay mà ngủ. Bất thương cũng nhiều và nói chung là công việc rất là thuận lợi. Rồi còn tiến chức nữa ha. Hậu xe rồi đỡ cha chở mẹ đi du lịch rồi ha. Rồi mẹ cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng con. Chưa qua chút anh này chứ chút lẽ nè tại em bệnh mẹ biết hôm nay nó bệnh thì coi đâu cho nên mình mẹ cũng không gì miễn có lòng được rồi rồi chút đây rồi chúc hôm nay chúc anh hai năm mới tiền vô như nước kiếm được nhiều khách hàng càng còn có nhiều tiền. Tiền ra thì rỉ rả như cà phê phim đi mua xe mới. Rồi 9 chỗ hoặc 7 chỗ. Rồi cảm ơn lì xì. Chúc em năm mới là phát tài nè, rồi khỏe mạnh rồi coi làm việc phát triển lên rồi mua nhà mua xe đâu chứ. Ok. Rồi tiền. À, gia đình xì tiên đã lì xì xong cho lì xì. Giờ tới nội bộ lì xì tinh đen rồi đi rồi đến chúc mừng năm mới rồi tôi nói vậy chúc coi tại vì giờ này mà xì tiên đen còn hất nên nó hơi ấy á hôm nay giờ là 1:30 rồi ngành đen còn hất nên nó hơi